từ những khối nhôm vô tri vô giác, trải qua nhiều công đoạn xử lý tỉ mỉ. Để thành hình một thiết kế nguyên khối chỉ thấy trên những smartphone đẳng cấp. Màn hình 5.5 Full HD cùng viền công 2.5D cho trải nghiệm tuyệt vời. Bảo mật vân tay an toàn, mở trong nháy mắt. Camera với 6 lớp thấu kính cùng cảm biến đỉnh Sony Exmor RS để bạn trải nghiệm chụp những bức ảnh như máy ảnh chuyên dụng. Sức mạnh xử lý của dòng chip Helio cao cấp, mạnh mẽ với 3GB RAM, cùng những công nghệ được trang bị cho những chiếc smartphone đẳng cấp. Sạc nhanh, sạc không dây. Bộ đôi Prime X mới, tuyệt đỉnh công phu.